Mạnh quá, sức mạnh của anh vượt qua những gì mà mình tưởng tượng. Anh là trong thập nhị quỷ nguyệt thì ra đây là sức mạnh một trong những con quỷ mang dòng máu của Musan đây sao? Thằng nhãi vô dụng, ta đã bắt được em gái của ngươi rồi và bây giờ ta sẽ cho nó biết sự đau đớn là như thế nào. Dừng tay lại! Bình tĩnh lại nào. Bây giờ mình không cần để cho hắn làm mình phân tâm. Giờ phải tập trung toàn lực, hoàn toàn đánh chiếm mạng, kết liễu hắn ngay lập tức. Tập trung toàn lực. Vô dụng thôi, bây giờ ngươi có làm gì cũng không thể nào mà chém hết những cái tơ nhện của ta đâu. Hãy nhận lấy đây. Hơi thở của Đức, thức thứ sáu. Liếp hoa. Chưa xong đâu. Hơi thở của Đức, thức thứ mười. Xinh xinh lũ chuyện. Trời, mình vừa chết rồi. Anh trai, anh sao vậy? Ủa, anh đang sụp coi, không có gì, gặp ác mộng ơi. Giấc mơ, anh đang đấu kiếm với một con quỷ phải rồi em bị nó bắt cóc cái gì á. Nghe vậy. Mà nói chung là muốn nói gì đó đâu. Vậy, anh đang, hôm nay anh làm gì nhỉ? Đúng rồi, anh hôm nay phải xuống núi để bán than cho mình làm mới được. Mình bị thiếu thức ăn lắm, anh phải làm kiếm thêm việc để mà kiếm tiền cho tụi mình có đồ ăn nữa chứ. Đây để anh lấy cái này coi. Đây nha. Ok, anh phát được bài kìa nè. Thấy đúng không? Ok, giờ đi. Dạ, anh đi. Ủa, anh đi đâu vậy? Anh có đây anh ơi. Mấy anh em cũng anh nhà chơi cho em đi. Thôi anh, thôi không được ở nhà đâu. Thôi mấy đứa để anh đi làm đi. Đi cẩn thận nha. Anh phải xuống. Mấy đứa à. Kiếm lấy tiền cho tụi mình sống ấm no nữa chứ. Ok anh đi nha, Không chịu đâu. Trời, cái thằng nhóc này. Đau à. Bình tĩnh lại chứ. Thôi nè nói chứ anh sẽ đi một chút rồi anh về. Mai anh về liền á, không sao đâu nha. Hứa nha. Ok rồi, bye bye cả nhà nha. Bye bye. Đi đường lỡ bên nang. Thôi ok, giờ mình phải xuống làng bán củi mới được. Nhanh nào. Cốc, tôi tới em mua ta bán than nè. Anh cậu mua than không? Cậu mang than tới đây sao? Được rồi, tiền của cậu đây. Đây, tôi đưa than chứ. Đây, than ok, cảm ơn nha. Giờ mình đi bán than rồi. Ông ơi, ông biết tin gì chưa? Hình như là trong làng mình có người bị quỷ giết á. Có chuyện đó sao? Bên đây nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao trước nhà máu me tùm lum tùm la vậy trời? Nghe nói là cả gia đình bị sát hại một nguyên một đêm luôn. Vậy hả? Trời. Cũng như vậy đó. Thôi, bây giờ trong làng này bắt đầu có quỷ rồi, tôi sợ quá. Thôi tôi chạy về trước đi. Trong vậy đi, quay. Mình bán đồ đủ than rồi, mình đi về anh. Tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi cậu nha, cậu có sao không? Tôi không sao, tí nào hết trơn á. Xin lỗi nha, nãy tôi không nhìn được. Bây giờ anh về nha, cẩn thận nha anh ơi. Bye bye, lỗi tôi. Cậu cũng về ăn, mình ăn nha, ta cũng okay, đi đây. Cảm ơn nha, bye bye nha, tôi đi đây. Phải về nhanh lên mới được, trời sắp tối lên ơi rồi kìa. Ôi, từ. Có máu ở đây được chứ? Để mình thử cái này cái coi. Cái máu này có vẻ còn mới nè. Chờ chút. Không lẽ nào? Nè sư phụ ơi, cả nhà ơi. Chết rồi. Máu ở đây nữa. Ê nha, mình bị sát hại hết trơn rồi. Anh chết ơi, cứu em. Ê sư phụ, anh tới liền. Được rồi, anh sẽ cổng mẹ sư phụ nha. Anh phải tìm bác sĩ nào đó mới được. Bây giờ tôi là người trong biệt đội diệt quỷ, tôi nghe có con quỷ nào ở đây nên tôi muốn giúp cậu. Nhưng mà đây là em gái tôi, nó không phải là quỷ. Hãy để đó cho tôi. Ôi sao mỗi khi anh chém là đều có một cây dòng nước gì hiện ra chứ. Đó chính là sức mạnh của ta đó. Hãy cho đầu hàng đi con quỷ kia. Bây giờ ta sẽ kết liễu ngươi luôn. Đúng rồi. Làm gì vậy? Bất là con quỷ mà.
Xin lỗi nha bà, đây là người nhà của tôi không để ông làm hại người đó được. Thì nhờ vô. Trời ơi, nhanh quá. Trời ơi, còn cách tiền cuối cùng thôi. Sẵn sàng cho tôi tới nè. Không thể ra đâu. Trời cứng đồ thiệt chứ. Ủa, nhưng mà cái rượu của nó đâu rồi? Ê, cái gì? Vậy ra đây chỉ là kế hoạch của thằng nhóc đó sao? Quả thông minh, cậu khá lắm nhóc à. Ta hiểu rồi, ta sẽ cho bảo vệ hai anh em tụi bay. Hãy cho. Đừng lo, ta sẽ mang hai người tới sư phụ của ta. Ơ, trời. Ủa, đây là đâu vậy? Vậy rồi sao? Được rồi, ta đây đi. Anh đi, nó ngủ rồi. Bây giờ, cậu gặp người thầy của ta đi. Đây, ông gì là sống đây mặt nạ vậy? Người có thể dùng sức mạnh của nước. Hai cái gì mà hai? Con xin lỗi. Tôi đưa cậu đến đây, mong muốn cậu trở thành học trò của thầy này. Thầy này có thể dạy cậu trở thành kiếm sĩ diệt quỷ hơi thở của nước. Diệt quỷ hơi thở của nước hả? Kiếm sĩ diệt quỷ là họ đi tìm tiêu diệt cái con quỷ khác đúng không? Như ta vậy đó. Được rồi, thế tôi có muốn trở thành một người như vậy nữa. Để tôi có thể bảo vệ thế giới này khỏi quỷ, để cho những gia đình khác không bị hoàn cảnh như tôi với Nasuko vậy á. Vậy thì tốt rồi, bây giờ hai thầy trò nói chuyện với nhau đi. Tôi có nhiệm vụ rồi, tôi đi đây. Ok, bye bye anh nha. Vậy thầy ơi, tôi con phải làm những gì để có thể trở thành kiếm sĩ diệt quỷ à? Được rồi, ta sẽ dẫn cậu ra ngoài nè, đi theo ta đi. Ok. Ủa, mà sao Nasuko bé dữ vậy trời? Ta cũng không biết nữa. Mà bây giờ hãy tập trung vào cái công việc của cậu đi. Được rồi, thầy ơi, con phải làm những gì? Được rồi, bây giờ cậu thấy những cái thử thách đằng kia không? Ôi trời, vậy mà tùm lum tùm la nhiều như vậy. Với lại ở trước mặt cậu chính là một cục vàng. Cậu phải đi thu thập đủ 3 cục vàng đó thì cậu mới được qua được thử thách đầu tiên của ta. Ok, được. Được rồi, bắt đầu đi. Ôi, bắt đầu nhanh nha, trước tiên đếm cái, ok. 3, 2, 1, đi. Ôi trời, cái này là dây hả? Ok, chạy qua nè. Ô, ok, cái đơn giản. Ây da, đau. Ui, gai này dữ vậy, chạy qua nè. Được rồi, okay, cố gắng lên. Tránh những cái gai này. Bữa này cũng đơn giản á. Ấy, ok, không sao, con là người trên núi mà. Con tập luyện nhiều lắm rồi. Ô, đây là vàng à, ok. Ô, lấy từng cục rồi. Ok, hay quá. Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái con cổ này vậy sao nó đứng im cục vậy? Trời ơi, thử thách gì mà khó vậy, nó đập cái mình bay mút chỉ luôn. Đi qua. Trời ơi, mấy con cổ này ghê vậy. Ok. Trời ơi. Ôi ơi, mấy cái này nó nguy hiểm quá. Trời ơi, thử thách gì mà khó vậy ơi. Trời. Ok, qua đây coi, easy đơn giản rồi. Cái cục này của ta hay cha. Ok. Ôi trời ơi, phải chạy về á, dễ vậy. Đơn giản. Đừng có tưởng bởi, đây mới là thử thách thực sự nè. Ủa, thầy, là sao vậy? Ủa trời, cục đá đâu ra vậy? Được rồi, xem đây. Chà. Trời, thầy cũng giết người hả? Cái gì vậy? Con đá nó đang rượt theo mình, các bạn ơi. Ok, ở đó đi con. Rồi, xong rồi, đi về thôi. Nè, sư cô. Ôi, cái vụ vô cho anh hả? Ôi, cảm ơn em nhiều, nghe sư cô. Cái gì vậy? Trời ơi, cậu đã quá tự cao rồi đó. Được rồi, ngày hôm nay đến thế là được rồi. Ok, cảm ơn nha. Rồi, cho con ra được không? Cho ra đi. Đây là bài tập cho cậu, hãy luyện tập đi lên đi. Đi thôi. Cái gì? Sư cô, cố lên thôi. Cái gì? Trời ơi, là trời, sao mình bị bỏ rơi hết trơn rồi. Được rồi, hôm nay sẽ là thử thách cuối cùng cho cậu. Và sau khi cậu hoàn thành được thì ta sẽ cho cậu đi thi. Ok, cái thử thách này là gì? Chặt tôi tảng đá đằng sau ta đây. Cái gì vậy? Tảng đá gì mà tôi bự như vậy, sao tôi chặt nổi? Tôi tin cậu có thể làm được, cố gắng lên. Nhưng mà tôi vũ khí gì để mà có chém được chứ. Đây nè, cậu cầm lấy đi. Đây chính là thanh kiếm đã được mài rũa bởi ta đó. Nhưng mà ông cứ mẹo gì tôi làm được không? Kiên trì đi, hỏi ta đi đây. Trời ơi, tảng đá này sao tôi có thể làm được vậy ta? Để thử coi. Hãy cha. Không có gì hết trời ơi, mình mài kiếm với tảng đá này mất trời. Trời ơi, làm sao đây? Ôi, không cần ta giúp hả? Chị Du. Đúng rồi. Cậu có cách nào tôi có thể mà chém tôi được tảng đá này không? Được rồi. Để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ thực thụ, chúng ta cần chú trọng vào hơi thở. Hơi thở hả? Khi chúng ta có hơi thở mạnh, chúng ta có thể chém những nhát chém như thế này đây. Hãy cho. Wow, ghê á. Ok, để tôi thử nè. Ok, hơi thở mà. Rồi, ok. Rồi. Trời ơi, tôi chém được cái gì vô. Nhìn tôi chém kìa. Không được rồi đó. Ôi, trời ơi.
Ui, tôi có thể làm ra mấy cái nhát chém màu đó, như vậy chém cả nước như ông nè. Cảm ơn nhiều, cảm ơn ông nhiều nha. Okay, rồi có gì cần ta giúp thì cứ kêu tôi à. Ok rồi, bây giờ bao nhiêu cái tảng đá này tính mình làm ra được điều này á, hay thiệt. Ok, giờ phải về thông báo với sư phụ mới được. Sư phụ ơi, con làm được rồi sư phụ. Được rồi sao? Đúng tốt rồi. Lắm, ta nghĩ cậu có đủ sức mạnh đi sát hạch rồi đó. Cảm ơn sư phụ nhiều nha. Nhưng mà cậu nên nhớ rằng trong cuộc thi đó có những con quái vật rất là mạnh, cho nên rồi, tôi sẽ nghe lời sư phụ. Ta sẽ chuẩn bị đồ cho cậu cho. Với lại ta cũng sẽ chăm sóc cho Nezuko, cho nên cậu khỏi phải lo. Ok, cảm ơn sư phụ nhiều nha. Để chuẩn bị rồi, mình có thể chuẩn bị đi thi trở thành kiếp sĩ diệt quỷ ơi. Cô cảm ơn mọi người nha, đi ra tiễn em nha. Ô, trời ơi, bộ đồ của con nè, cảm ơn sư phụ đã cho con bộ đồ nha. Không có gì đâu, được rồi bây giờ cậu hãy đi đi, nhanh lên. Ok, con đừng lo, con chắc chắn sẽ quay về với mọi người ơi. Bye bye tạm nha. Biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Oh, ok, ok, đi lên nào, tới kỳ thi. Ôi, cuối cùng mình cũng tới rồi. Đúng rồi, chắc đây là nơi địa chỉ. Ui, trong một cây gì nhìn đẹp quá. Wow, ui, trước kia có người kìa các bạn ơi. Ô, xin chào mọi người nha. Ấy, ai có... ai vậy? Ừ, ai vậy? Xin chào cậu. Cái gì vậy, sao cậu lại sợ vậy? Xin chào, tôi cũng tới nhưng mà thi là trở thành kiếm sĩ diệt quỷ như mấy cậu vậy á. Mày còn dám vô đây thi nữa sao? Tao ở đây là thắng chắc rồi. Ok, ủa, cậu này tự tin nhá. Xin chào, tôi là Sắc nha, Sắc nha, tôi là Sắc. Ôi, biết rồi, tôi là cô gái gì trên Nixu. Ok. Ôi, sao sập này nhát như vậy, tính thẳng lên đi cậu. Đây. Ở cậu này heo hả? À, chính là Winup Inosuke. Ok, heo. Mày nói mày à? Sao đùa, đùa mà. Heo nhìn ghê quá. Cô gái kia là ai vậy? Các cậu thí sinh đã tới đây rồi đúng không? Đúng rồi. Đầy đủ rồi thì bây giờ tôi sẽ nói thể lệ cuộc thi luôn. Các cậu hiện tại chỉ cần sinh tồn trong khu rừng này trong vòng 5 ngày. Khi đó các cậu sẽ đủ tư cách trở thành dũng sĩ diệt quỷ. Và cuộc thi chính thức bắt đầu. Được rồi, mình đã vô được khu rừng rồi. Sống sót trong đây khoảng 5 ngày thôi là ok. Rồi, để coi. Ui, con quỷ gì vậy? Trời, nhìn nó trông ghê vậy, nó bị bao phủ bên tai kìa. Ui trời, nè con này. À, đã thấy người rồi. Đó, trời. Hơi thở của nước. Lại đây nè. Hay cha cha. Cha. Hay cha cha cha. Rồi rồi, ra đây nè, con ra đây nè. Hay cha cha. Hay cha cha. Hay cha cha. Hay cha cha. Cậu bé, cậu bé ngồi đâu ra đây. Ê, đừng lại con đây, con quay nguy hiểm lắm. Ôi. 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 Cậu nghĩ ta có thể dễ dàng bị đánh bại bởi cái con quỷ cấp thấp đó sao? Này, không phải con người đúng không? À, chính là hạ ngũ quỷ. Ôi, ôi, Nezuko, em làm gì ở đây vậy? Không phải em ở nhà. Trời ơi, đừng nói là em theo cùng với anh nha. Ôi, không thì nhào vô đây đánh với ta đi. Trời ơi, Nezuko, trời, chuẩn bị nha. Ôi, hãy cho. Ây da, ôi, nó bắn to vô, ây da. Ôi, cố gắng nè. Chém vào cái to này, Nezuko, có chân, có chân. Ừ, đứng lại đó. Qua những gì mà mình tưởng tượng, thật là trong thập nhị quỷ nguyệt đây là sức mạnh một trong những công hiến mang giọt máu của Musan hay sao? Thằng nhãi vô dụng, ta đã bắt được em gái của ngươi rồi và bây giờ ta sẽ cho nó biết sự đau đớn là như thế nào. Dừng tay lại! Bình tĩnh lại nào, bây giờ mình không cần để cho hắn lạc mình phân tâm, giờ phải tập trung toàn lực, hoàn toàn đánh chiếm bạn, kết liễu hắn ngay lập tức. Tập trung toàn lực. Sử dụng thôi, bây giờ ngươi có làm gì cũng không thể nào mà chém hết những cái tơ nhện của ta đâu. Hãy nhận lấy đây. Hơi thở của nước. Thức của xảo. Niếp hoa. Nửa sống đâu. Hơi thở của nước. Thức thứ 10. Xỉnh xỉnh lũ chuyện. Đây là đâu vậy? Hả? Nhìn nhà của mình, sao tự nhiên mình quay lại đây được rồi? Ủa? Chắc con hả? Đi theo ta. Ta có cái cho con xem nè. Ok, con đi theo nè, Nơi này con có thể học được hơi thở của mặt trời. Đây, hãy nhìn ta và ráng học theo nha. Oh, nhìn đẹp thiệt luôn á. Wow, trông đẹp thì có ba ơi. Đúng rồi, thì chiêu nó chỉ có như vậy thôi đó con. Thôi được rồi, bây giờ hãy đi cứu Nezuko, em gái của con đi. Hơi thở của hóa thân,
Biên phủ. Tốc độ của nó đã gia tăng lên rồi, phải nghiêm túc mới được. Dừng lại, cứ chạy tiếp đi. Nếu mình dừng lại bây giờ thì mối tế hỏa thần mình tạo ra từ hơi thở của nước sẽ phản tác dụng. Và nếu điều đó xảy ra, sẽ bị tê liệt mất một lúc. Thì mình phải chạy tiếp. Xe quân chiến hậu vệ Nesuko. Thấy rồi, phải đánh bại hắn ở đây ngay bây giờ. Ngay cả nếu mình phải chết cùng hắn.